Ba con, con về ngủ ngon nha. Ủa? Con đi về nội. Ủa, về về nội hả? Vậy? Sao vô ba, ba ngoại lại kìa. Vô ba, ba là ngoại hôn ôm, hôn ngoại cái đi. Về về nội luôn hả? Ôm hôn ngoại cái coi. Ừ, giỏi quá, đây nè. Ba ba ngoại coi. Giỏi quá. Mưa gió ngoại coi. Mưa gió nè. Giờ con đi về nội đâu? Giờ 9 giờ đến về nội. Quyết định kỹ chưa? Hả? Con quyết định kỹ chưa? Sữa à? Rồi đi đâu vậy? Đi đâu? Đi xe máy. Lấy xe máy hả? Đâu không biết lấy xe máy. Ở vô soạn đồ đi. Rồi đi về nội làm chi? Hả? Đi về nội làm chi nè? Sữa. Giờ về, về nội quý vị dạ. Giờ muốn về nội chơi. Về nội chơi với ai nè? Để dép đi, mang dép vô nhà luôn đi. Lên chậm chậm kia lát khỏi phải mang lại. Cho mở cửa. Ờ. Giờ, giờ con về nội chơi với ai? Cho mở con gì cô ba. Cô ba làm chi? Cô ba muốn bài. Quấn bài hả? Về nội làm chi? Giờ mày về nội gì? Rồi đi đâu hả? Xộn quần áo hả? Đây. Quậy đồ của mẹ kìa. Đồ mẹ xếp ngay ngắn con quậy kìa. Rồi. Rồi biết rồi, biết rồi. Đi đâu? Đem vô đồ đi con. Rồi. Cái áo này ha. Đó, xộn tủ đồ của mẹ. Rồi. Để lấy cho cái bịch nè. Mẹ đi vô đi, vô cất đồ đi. Để cho lấy cho con cái bịch nha. Rồi, rồi. Lấy cái bịch đi. Rồi xong đồ về nội. Rồi con bỏ đi. Con bộ gì mà mặc đủ không? Đủ. Dạ đủ. Rồi ai với ai về nội? Đó, xong đồ đi về nội đó. Mẹ bỏ vô đi mà. Em bỏ vô đi. Đủ chưa? Còn gì nữa không? Ủa vậy thôi về nội hả? Hay là có bịch bánh này nữa mình xách về cho nội bịch bánh này được không? Yeah. Nè. Cho xách đi. Con xách đi. Của này, của này, của này. Thôi để cho em xách đi con. Dạ. Dạ. Đó anh hai cho kìa. Dạ. Có ba anh hai luôn. Ba anh hai. Rồi ba ba mẹ luôn. Ba mẹ. Con đi đâu? Con đi làm. Con đi xe máy. Con đi xe máy hả? Chứ con không đi về ngoài nội hả? Nữa đi. Ủa con về nội không? Ở bye bye vào ngoại chưa? Ừ lên bye bye ngoại được chứ. Đi mà không có nói ngoại, ngoại buồn sao? Bye bye ngoại. Con đi về nội. Con đi về cô ba. Rồi đi về nội về cô ba. Rồi đi đi. Dũng ba nữa hả? Rồi ai nữa? Hết rồi hả? Út Thơ rồi. Rồi bà nội rồi ai nữa? Rồi ai nữa? Trời ơi bà nội thấy này chắc cưng lắm á. Nửa khuya này xách đồ về nội. Con quên gì nữa không? Con còn quên gì nữa không gái? Đó. Rồi để đó xíu cho máng nha. Còn đôi giày dép gì nữa, còn sữa nữa. À quên thùng sữa, quên hộp sữa của con. Vì dưới đâu có sữa uống, vô lấy sữa lấy tả nữa. Đi nhanh lên vô. Vô lấy sữa lấy tả nữa nè. Đi. Đi. Đi vô lấy sữa lấy tả để cho máng lên cho. Đây. Rồi. Vô lấy sữa lấy tả nữa. Đúng rồi. Còn nhỏ mình còn uống sữa mà, còn tả nữa. Thôi gì. Ừ, còn tả nữa chứ. Đi mà cũng quên đồ nữa hả? Về dưới không có đồ đâu à. Rồi đứng chùi chùi trên tấm thảm cho sạch dép nè.
Rồi sao đi luôn vậy, không chùi trên dép hả? Rồi hộp sữa đằng kia kìa, hộp sữa bự đó nè. À, đem một xíu à, hộp sữa nè, xíu à. Nè đem sữa không? Rồi bỏ đâu, rồi lấy cái bịch bỏ vô. Bịch của con kìa, bịch răng sạch á, bựng ra sạch bỏ vô luôn. Ờ, thương không? Đó. Về dưới nội nuôi con nha nội. Rồi. Rồi đủ chưa? Dạ đủ. Rồi. Sách thai quay đàng hoàng. Được chưa? Rồi. Được rồi. Ủa con bé ba mẹ chưa? Ba mẹ. Hung mẹ chưa? Nó mẹ đi mấy ngày, khi nào về? Mấy ngày? Đi 5 ngày về. Rồi. Vợ xách đồ đi vậy quý vị cưng không? Không có sợ, không có sợ gì vậy. Con máng đi. Cho máng. Cho máng đâu? Cho máng. À, coi đủ, kiểm đủ cho đồ chưa? Rồi máng xe. Rồi. Cho máng lại. Rồi. Rồi vô lấy đồ thêm đi. Chứ nhiêu đây đâu đủ đâu. Ừ, vô lấy thêm. Ai? Còn gì nữa không? Còn bình sữa nữa. Đúng rồi, chưa lấy bình sữa, hộp sữa mà chưa lấy bình sữa. Lấy đây giỏ, đây giỏ. Khỏi khỏi lấy giỏ, lấy bình sữa vô ra, bỏ ra bỏ lên luôn. Nè. Thôi để giỏ nó máng nó đi. Xách tới xách luôn chi hoài vậy? Con máng nó đi rồi con vô lấy bình sữa, con ra con máng lên xe. Hoặc là vô lấy bình sữa thôi. Ờ vô lấy bình sữa thôi, chứ cho cực. Xách chứ cho cực không. Hát mèo không vậy? Hát bài gì nữa? Hát cho mà nữa. Mình có ba người lúc mới chỉ ba người mất cha chơi đuổi nhau thắng chung ba nè, bình sữa nè bỏ vô bỏ vô rồi đủ rồi con bảy bình sữa rồi con ba con bay gì nữa không để bình sữa rồi mình có ba người còn bay gì nữa không mình có ba ba người đi rồi đi còn bay gì nữa không bay cùng ba nước bay cô hàng xóm không cô hàng xóm hát sao đi lấy bình rượu rồi cơm rồi nó pin đâu nó bình sữa đâu đủ rồi đi đi rồi thôi đi tối rồi đi nhanh về với nội thôi trễ lắm vùng mấy ô à cho mang không kịp, cho quay cho không kịp mang dép luôn. Đủ chưa? Rồi được rồi. Rồi, rồi để ra sáng mai em về ha. Để ghế. Lấy ghế nữa. Lấy ghế để lên để sửa ngồi. Rồi sáng mai về ha con, được rồi sáng mai về. Đi về xe đón đưa. Đi với anh Trần Toàn. Đi về ăn cơm.
mình con thấy trong cơm tôi xôn xao. Rồi rồi được rồi, mai về. À kêu đi vô kêu mẹ ra quay rồi mình đi về. Đi về nội đi. Đi vô qua vô kêu mẹ quay đi. Vô kêu mẹ quay rồi mình về nội nè. Xuống té. Té. Vô. Thôi vô thua mẹ đi về. Vô mẹ lên nó về nội. Rồi con mum rồi tới không có mẹ rồi con ghiền sao? Ghiền sao? Mẹ hả? Mẹ quay. Rồi sao có kêu mẹ về không? Mẹ về nội luôn không? Mẹ hãy hai cho con mình về thôi. Không có mẹ đây. Không có mẹ cho. Hay là hai cho con mình về thôi. Vậy hai cho con mình về ha. Khỏi mẹ đi ha, mẹ khỏi đi ha. Cho hai cho con mình về cô ba ha. Ok không? Ok không? Thôi cha không muốn đi. Thôi cha không đi cho mệt quá à. Thôi mai về đi. Cuối tuần về đi. Hả? Thôi giờ khuya mày đi đâu? Hả? Chết rồi. Sao khuya rồi? Nghỉ trái quần, nghỉ tụt quần. Sao? Tụt quần. Sao? Tụt quần. Sao? Cái gì? Ngọc ơi. Ngọc ơi, nhà xíu Ngọc ơi. Gì con? Rồi đi về. Về nội. Bye bye mẹ đi. Khỏi mẹ luôn không? Chắc không? Về nội phải không? Tránh ra xe. Lại đây. Lại cha. Gió quá. Rồi lại đây. Thôi giờ không về nội nhưng mà đi một vòng chơi được không? Rồi mẹ vô mẹ lấy áo khoác đi một vòng chơi. Ha. Ha. Áo khoác với nón đi một vòng chơi. Đi một vòng chơi là khỏi về nội ha. Đi về cô ba. Rồi thôi đi một vòng chơi thôi khỏi về cô ba nha. Hả? Đi dưỡng ba. Dưỡng ba hả? Dưỡng ba. Con phát đâu? Con phát lên nè. Dưới. Tại sát vô. Rồi. Chụp lên luôn. Đi nấu. Nấu. Không, trên kẹ tay. Kẹ tay. Món đâu? Đi chơi bỏ đâu rồi. Thôi đợi đợi còn đợi đợi mặc cái áo này vô đợi nón lên luôn nè. Rồi đi ha. Đấy, bỏ tả. Chết rồi. Đấy, rồi rồi em đợi nó tả. Lấy tả hả? À lấy đó, lấy tả đợi nón phải không? Rồi. Thôi. Mặc áo vô đi cho lấy cho. Đói rồi. Đầu đi. Rồi. Áo vô. Chở đi một vòng. Chở đi một vòng. Dạ. Rồi. Cái tạ đi. Rồi đợi đi. Nè. Coi sửa sáng tạo nào quý viên dạ. Cái đó đợi sao được? Cái dưới kia kìa. Ok. Con sửa sáng tạo lắm. Đó. Cổ trang đâu? Đi.
Rồi lúc tay đâu mà đem vô đó. Rồi đi ra ngoài giờ phải khẩu trang rồi nón mã cho khoác. Rồi đợi vô, đợi nón vô đi. À các bạn nhỏ hay sáng lại với đi sửa nha, nó đợi nón đi vô đó. Được chưa? Rồi qua hỏi nội ngoại coi đẹp chưa rồi đi về Hà Nội mới được. Hỏi ngoại coi. Mấy thằng áo tiêu nó không có ba mẹ nó đòi quyền. Sao đâu? Hỏi bà ngoại coi, coi con đẹp gì đẹp chưa để về nội. Hỏi bà ngoại coi đẹp không? Đẹp không? Trong thời gian ngoại đẹp sao đẹp quá trời đẹp luôn được á. Rồi đi. Đẹp không? Quá là đẹp luôn mà. Rồi đi. Đẹp quá trời đẹp luôn đi. Thôi đi được rồi. Đi đi. Để Nguyên thứ hai quá. Nguyên rồi nút áp nè. Ừ. Rồi. Ấm áp. Rồi chào khán giả ha. Chào khán giả đi. Không phải đâu. Chào khán giả đi. Chào giả. Dạ cảm ơn quý giả nha, bây giờ trà sữa đi vòng vòng chơi xíu, trà sữa về ví dụ mới được. Nãy giờ mẹ đi hả, đi mẹ vô ngủ đi, mẹ vô ngủ đi, bye bye mẹ ha. Mẹ quay. Mẹ quay hả? Mẹ đang quay. Mẹ đang quay hả? Vậy thôi chào mẹ, chào quý khán giả đi, cảm ơn quý khán giả đi. Cảm ơn ông bà. Ông bà. Cảm ơn cô chú. Anh chị. Ok. Trà sữa về quê nha. Ok nha. Rồi quý vị thấy dạ thấy trà sữa đẹp chưa? Hả? Đẹp không? Đẹp không? Con đi dắt đi. Lớn lên con. Con đi làm. Con đi làm. Làm đi anh chị. Làm nhậu. Không biết tiền nhậu hả? Đẹp không? Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều ạ. Cảm ơn giả Thương Dừa con nha. Cảm ơn đã theo dõi Thương Dừa theo dõi trà sữa. Theo dõi Thế Vĩnh và chào tạm biệt quý khán giả nha. Bye bye ạ. À.